Kim Kardashian bị chỉ trích đạo đức giả khi tham dự Met Gala. Kim Kardashian và người mẫu Emily Ratajkowski bị Macabre Morgan chế giễu khi xuất hiện ở sự kiện tôn vinh cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld. Theo Vogue, đại tiệc thời trang Met Gala diễn ra ngày 1 tháng 5 với chủ đề Karl Lagerfeld Your Life of Beauty, tạm dịch Karl Lagerfeld, đường nét của vẻ đẹp, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, nét thẩm mỹ của huyền thoại quá cố. Kim Kardashian, Rihanna, Kendall Jenner, Cara Delevingne và rất nhiều ngôi sao đình đám khác đã tham dự. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kim siêu vòng 3 gây bàn tán trái chiều. Bởi trước đó, có thông tin cho rằng ngôi sao tai tiếng sẽ vắng mặt vì cô và cố nhà thiết kế vốn có mối quan hệ không tốt đẹp. New York Post cho biết nhà báo kiêm MC Piers Morgan là một trong những người đưa ra bình luận về khoảnh khắc Kardashian sải bước trên thảm đỏ với bộ cánh được kết hợp từ 16.000 viên ngọc trai. Morgan không ngại chỉ trích Kardashian là kẻ đạo đức giả. MC 58 tuổi chỉ ra Karl Lagerfeld từng trực tiếp chế nhạo Kim Kardashian tự biến mình thành miếng mồi ngon cho bọn trộm ở Paris, Pháp vào năm 2016. Khi đó, Lagerfeld rằng bà mẹ bốn con sẽ không bị tấn công nếu không phô trương sự giàu có trên mạng xã hội. Vụ việc năm xưa vẫn không thể ngăn cản Kim Kardashian tham gia vào công cuộc tôn vinh người đàn ông từng khiến cô ta xấu hổ, Morgan viết bằng giọng châm biếm. Ngoài Kardashian, MC gạo cội còn nhắc tên Emily Ratajkowski. Morgan cho rằng người mẫu này thường xuyên lên tiếng ủng hộ phong trào Me Too nhưng luôn mặc hở bạo. Morgan còn hỏi khái người mẫu tại sao cô sải bước trên thảm đỏ trong bộ váy tưởng nhớ Lagerfeld trong khi ông ta từng lên tiếng đả kích Me Too. Trong diễn biến khác, Jussa đưa tin Jamila Alia Jamil, một diễn viên kiêm MC người Anh, cũng chỉ trích chủ đề Met Gala năm nay. Không phủ nhận tài năng của Karl Lagerfeld, song cô tỏ phẫn nộ khi cố nhà thiết kế từng phán xét, xúc phạm mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Cô bức xúc phát biểu, đêm qua, rất nhiều nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng vinh danh người đàn ông công khai tàn nhẫn với phụ nữ, người béo, người nhập cư và cả nạn nhân bị tấn công tình dục. Tất cả họ và khán giả theo dõi qua mạng xã hội chọn cách vui vẻ bỏ điều đó.